Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều khó khăn, tìm việc với lao động trẻ đã khó, với lao động lớn tuổi càng chật vật hơn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội việc làm mới nếu như nhóm lao động lớn tuổi chủ động nâng cao tay nghề, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới để thích ứng với xu thế của thị trường lao động. Từng có chục năm làm nhân viên kinh doanh, nhưng khi kinh tế khó khăn, anh Trần Văn Đại rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi gần 40. Dù đã tham gia nhiều ngày hội tuyển dụng, nhưng anh Đại vẫn chưa trúng tuyển nơi nào. Xin việc cũng khá là khó khăn. Về thu nhập thì như hiện tại bây giờ nó cũng rất là bấp bênh. Thất nghiệp trong độ tuổi từ khoảng 35 đến 40 tuổi, rất nhiều người lao động đang lâm vào cảnh tuổi hưu chưa đến, tuổi nghề đã hết. Nghỉ việc tại doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai, Gia Bắc, chị Mai Thị Thúy đã gửi đơn xin việc nhiều doanh nghiệp nhưng đều bị từ chối vì lý do đã lớn tuổi. Năm nay mình 39 tuổi mà ra đây lúc nghĩ suy nghĩ chuyển đổi công việc, mình cũng đã thử xin vào một số công ty gần đây nhưng mà họ cũng đòi hỏi về tuổi tác sẽ gắn bó với công ty được ngắn cho nên họ cũng ngại, họ không nhận. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, hiện nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn rất lớn. Song với phân khúc trung niên từ 35 tuổi trở ra, quá trình tìm kiếm việc làm thường bị thu hẹp, trong khi việc tổ chức học nghề cho nhóm đối tượng này gặp khó khăn. Theo như trung tâm chúng tôi thống kê con số hàng năm ấy, thì những cái người lao động mà bị thất nghiệp mà chiếm độ tuổi từ 35 trở lên thì là chiếm cái tỷ lệ lớn nhất là những người lao động chính nên họ không có nhu cầu học nghề mà tâm lý họ là muốn có việc làm ngay. Có rất nhiều người chúng tôi đã tư vấn về cái việc học nghề này. Họ đã đăng ký học nghề, tuy nhiên khi mà đã ban hành quyết định học nghề cho họ thì họ cũng không quay lại nhận quyết định học nghề. Dù khó cạnh tranh về năng suất sản xuất, nhưng lao động lớn tuổi có thể tham gia tạo ra giá trị sản phẩm trong các ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Do đó, nhà nước cần đẩy mạnh các chính sách đào tạo lại để tránh lãng phí về mặt nguồn lực.